Vâng, xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Trong video này là một video trong chuỗi series về chia sẻ tài nguyên thiết kế. Ở đây mình sẽ gửi đến các bạn một mẫu PowerPoint dùng để làm video giới thiệu công ty và nó hoạt động như thế nào, thì mời các bạn cùng mình xem demo bên dưới này ha. Mẫu project này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video ở kênh YouTube và các bạn hãy tải về và sử dụng ha. Thì như các bạn đã thấy vừa rồi, chúng ta cùng xem về cái demo của mẫu slide này ha. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và có thể kết tâm nó một số thành phần để theo cái ý tưởng của mọi người ha. Thì ở đây chúng ta có thể làm được những gì? Thì đầu tiên, sau khi các bạn đã tải về một cái file có tên là như thế này nè, các bạn giải nén nó ra bằng phần mềm WinRAR ha. Thì có nhiều bạn cũng chưa biết giải nén bằng phần mềm nào và có thắc mắc, inbox hỏi cho mình, thì chúng ta sẽ giải nén tất cả các file bằng WinRAR hoặc là một phần mềm nào đó tương tự là được. Sau khi các bạn giải nén ra thì nó sẽ có một cái file PowerPoint như thế này ha. Thì các bạn mở lên và điều kiện ở đây là các bạn sẽ phải dùng mẫu PowerPoint trên cái phiên bản là 2016 trở lên thì nó sẽ hỗ trợ được các animation này, các transition thì nó phổ biến và nó hợp với cái project này ha. Còn những cái phiên bản hơn 2016 thì nó có một số lỗi. Đối với những cái sản phẩm mà mình làm trên các cái phiên bản mới á, mở lên thì nó có khả năng nó bị lỗi ha. Thì lưu ý cho mình là điều kiện thứ nhất là các bạn phải có cái phần mềm PowerPoint để mà mình sử dụng là từ phiên bản 2016 trở lên, không cần phải có 365 gì đâu, miễn là 2016 trở lên là được. Và thứ hai là các bạn phải có phần mềm giải nén cái file ha. Nhiều khi các bạn mở tải cái file về và các bạn không có biết cách giải nén file ra thì không có sử dụng được đâu. Sau đó chúng ta giải nén và mở file PowerPoint lên thì nó có giao diện như thế này ha. Bây giờ chúng ta tiến hành edit nó và các bạn sẽ kích vào slide đầu tiên. Chúng ta có thể kích vào biểu tượng ngôi sao này, có nghĩa là cái transition. Các bạn chạy cái play animation nó ha. Đó. Thì như các bạn thấy, cái slide đầu tiên là nó kiểu như intro đúng không, giới thiệu về cái logo của công ty ha. Thì các bạn kích vào slide đầu tiên và sau đó vào phần select, các bạn bật cái panel lên. Rồi ở đây có các cái laser về các cái thành phần của cái slide đầu tiên thì chúng ta cứ tạm ẩn nó hết đi, các bạn bấm ẩn nó hết. Rồi thì các bạn kích từ thành phần từ phía dưới lên trên để chúng ta dễ edit nè. Ví dụ như mình kích đây, ở đây là nó hiện gì đây, là logo đúng không? Trong cái logo này là một cái group thì chúng ta có thể thay cái tên công ty nè. Đó, tên công ty, ví dụ mình ở đây mình thay cái tên là LT Design ha. Đó, và cái biểu tượng logo này thì các bạn sẽ thay cái biểu tượng logo của các bạn. Mình sẽ kích chuột phải này vào change picture và lock tới cái thư mục mà chứa cái file logo đó ha. Thì ở đây mình lấy một cái mẫu ở trên mạng thì mình sẽ kích vào đây. Đó.
Vô tình là cái logo này nó vừa có cái tên slogan phía dưới nữa. Lẽ ra thì nó chỉ cần có cái biểu tượng thôi, và đã có cái tên mình edit nó trên này rồi. Thì các bạn chỉ cần cái biểu tượng thôi ha. Và mình cũng có một cách khác để mà xóa cái tên này đi. Lỡ trong cái trường hợp của mình bây giờ thì mình sẽ xử lý cách nào? Mình vào picture format và crop nó này. Sau đó nhấn vào crop này. Xong mình sẽ kéo nó lên. Đó. Tạm như thế thôi ha. Được rồi, sau đó các bạn hãy kéo chỉnh lại cho vị trí nó phù hợp. Rồi dưới đây slogan của logo ha. Thì các bạn có thể thay đổi slogan gì đó, uy tín, tạo niềm tin hay là bla bla gì đó. Uy tín, tạo niềm tin. Slogan của công ty các bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta thử chạy cái demo này xem nó như thế nào. Rồi ha. Rồi chúng ta tiếp tục bật các cái layer khác lên nè. Ở đây bật lên nó có rồi đó các bạn, nhưng mà chắc nó màu trắng nên nó không hiện gì. Thì thôi, mấy cái hiệu ứng đó mình, mục tiêu của mình là chỉ đổi cái logo, tên logo và slogan. Đến đây là kết thúc và slide đầu tiên ha. Thì các bạn cứ làm theo các bước như mình. Các cái lớp này là kiểu như các cái layer mask để mình tạo hiệu ứng và nó che đi cái logo. Rồi xong cái phần này, phần nhạc nè. Rồi lát nữa ở cuối video mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay thế cái bản nhạc mà các bạn yêu thích ha. Rồi chúng ta hãy thử chạy lại một lần nữa, kích vào cái biểu tượng ngôi sao animation này. Đó, rất là đẹp. Đẹp phải không các bạn? Nếu các bạn thấy đẹp thì cố gắng ủng hộ mình ha. Rồi tương tự chúng ta sẽ qua các cái slide tiếp theo là slide số 2. Ở đây mình sẽ phân tích cái nhu cầu của mình là gì. Ở đây chúng ta sẽ có phần intro. Thôi đầu tiên các bạn cứ chạy lên, chạy demo xem thử nó hiện như thế nào ha. Đó. Ở đây có hai hình ảnh, content và logo ha. Thì mục tiêu là các bạn cần chuẩn bị một cái kịch bản để mà giới thiệu về công ty ha. Đầu tiên nó cũng sẽ có các cái section như là introduction là giới thiệu này, rồi bao là về công ty của chúng tôi, rồi dưới đây có các section khác nữa, ví dụ như là về lịch sử này, có thể là thêm lịch sử hoặc là về tầm nhìn sứ mệnh gì đó. Chẳng hạn như chúng ta quay lại slide thứ hai ha. Đầu tiên nó sẽ có một cái đoạn intro giới thiệu đó. Ví dụ chúng ta chạy lại nè. Đó, thì có đoạn intro giới thiệu về công ty ha, về công ty chúng tôi. Thì tương tự như cái logo này, các bạn cũng hãy thay cái biểu tượng logo đi. Rồi, mình làm nhanh ha. Thì do mình ghét cái tên này dưới quá, mình crop nó đi. Crop. Còn nếu các bạn đã chuẩn bị cái biểu tượng rồi và không có cái tên nữa thì thôi, không cần phải crop nó. Rồi mình xích cái này xuống xíu, đổi tên lại là LT. Design ha. Mình chỉnh nó cân đối, ví dụ như các bạn có thể quét cả Ctrl Z. Nếu các bạn bấm một cái thao tác nào đó mà nó bị lỗi, các bạn Ctrl Z hay là các bạn kích vào hàm biểu tượng trên này ha. Rồi mình đã thay xong logo. Ở đây chúng ta có thể thay cái nội dung của nó, ví dụ như các bạn có thể thay bằng nội dung tiếng Việt, giới thiệu rồi về công ty chúng tôi. Rồi dưới đây content, các bạn có thể thay cái đoạn content của các bạn vô, ví dụ công ty chúng tôi là một công ty chuyên về mảng du lịch hay là gì đó, được thành lập từ ngày tháng năm nào đó, vân vân ha. Thì tùy thuộc vào cái nội dung về công ty của các bạn có thể thay thế nó. Và ở đây là có một điều lưu ý là ở đây cái logo của mình chọn á, nó là màu đỏ. Thì chúng ta sẽ các cái color code chúng ta sẽ theo cái brand, cái thương hiệu luôn, cái màu sắc thương hiệu ha. Thì có thể là tông đỏ luôn. Còn ví dụ như các bạn chọn một cái logo đó màu xanh hay màu gì đó bất kỳ thì các bạn nên follow theo để cho cái design của mình nó theo một cái tông màu
và nó bám theo cái thương hiệu, mà thương hiệu của công ty ha. Thì giả sử như nó là màu xanh dương chẳng hạn, thì mình sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ kết chuột phải vào các cái shape này nè và fill này, các bạn chọn cái màu đó, tương tự kết chuột phải và fill, mình chọn một màu nhạt hơn, có thể dùng bút này chấm qua đây cũng được. Thường thường các bạn chọn xong nó sẽ gợi ý các cái màu quanh đây. Thì mình sẽ chọn cái màu đây. Giờ mình nhớ cái mã màu, hay các bạn vào More Color Code nhập mã màu này của cái logo công ty của các bạn có cái mã màu á, thì các bạn nhập vô, không thì chọn chọn ở trên đây, đây ha. Thì ở đây mình đã có cái đề xuất những cái màu mà dùng gần đây nhất, thì mình sẽ chọn ở đây. Rồi, tương tự phía dưới này cũng có thể đổi được nè. Ví dụ như các bạn đổi màu vàng hay gì đó. Tùy, mình thấy cái màu xám đấy cũng được rồi. Thì mình thử chạy lại một lần nữa ha. Kích vào đây để chạy. Rồi, ok. Thì đến đây chạy rất đẹp. Còn phần nữa, đó là hình ảnh. Thì các bạn sẽ thay đổi như thế nào? Các bạn sẽ vào phần... Đây, ở bên này nó có cái phần picture nè. Placeholder là những cái hình mà cần để thay thế ha. Thì các bạn kích vào này. Có thể nhấn ẩn hết đi. Rồi các bạn bật lên. Đó, nó có hai hình này. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ kích chuột phải để tìm cái hình, và chuột phải vào Change Picture. Rồi chúng ta sẽ vào Audio, nó dẫn đến cái thư mục hình đúng không? Thì ở đây nó chưa có hình nào hết đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một số hình ảnh ha. Thì những hình ảnh các bạn tìm là những hình ảnh mà nó sẽ mô tả cho những cái nội dung các bạn viết. Có thể là mình sẽ search một số hay về công ty ha, business team chẳng hạn, ví dụ như mình gõ thêm team ha. Rồi đây, ví dụ như một số cái hình này nó cũng đẹp đó. Thôi mình lấy xuống mình dùng tạm thôi. Tùy vào công ty các bạn có những ảnh hình ảnh gì thì các bạn dùng ha. Mình tải xuống rồi. Ok, chúng ta sẽ quay lại phần slide ha. Thì ví dụ như ở đây mình sẽ dùng một số hình ảnh của công ty chẳng hạn đúng không? Rồi các bạn lock tới thư mục chưa? Đó, nó cập nhật ảnh lên nè. Trường hợp ví dụ cái tấm ảnh của bạn á mà kích thước lớn quá và khi cập nhật vô nó bị méo đi, thì các bạn sẽ vào format cái hình ảnh đó ha, và phần crop này. Và các bạn chọn fill nè, đó. Ở đây thì nó vừa không rồi. Rồi các bạn có thể dịch chuyển nó cái phần hình ảnh nào các bạn muốn lấy ha. Đó, cái phần nào mà các bạn muốn thể hiện ở trên đấy. Ví dụ mình kéo mình chỉnh nó. Tương tự ở phần dưới chúng ta sẽ vào thay đổi hình ảnh cho nó ha. Đó. Và ở đây nó tự crop rồi. Nếu mà các bạn thấy nó méo thì các bạn cần kích vào fill này. Fill có nghĩa là nó sẽ auto và nó cái khung frame của các bạn có kích thước bao nhiêu thì nó phụ đều hết luôn ha. Còn mà ví dụ các bạn chọn fix á là hình nó sẽ bị bóp, nó nằm ở trong cái frame thôi, còn này là nó bung nó ra mà nó không có bị méo hình thì mới chọn fill đó, các bạn lưu ý ha. Rồi sau đó chúng ta bấm bật hết các cái lớp khác lên nè. Đó rồi, các bạn thay content thì các bạn copy content và thay vô thôi ha. Chọn phông chữ nè, phông chữ kích vô đây, các bạn chọn phông chữ. Rồi size, phông size nó như thế nào, đó là rất là dễ rồi, mình không có hướng dẫn thêm về những phần đó. Chúng ta sẽ chạy lại thử cái slide này như thế nào ha. Nó rất đẹp, các bạn thay cái logo màu xanh nữa là được, nó sẽ thêm một cái tông nó rất là đẹp. Rồi tương tự như các cái phần dưới nè, đó phần dưới này nữa, đó slide rất là đẹp không, các bạn thấy slide đẹp không? Thì cũng những cái bước các bạn thôi, chúng ta cũng sẽ thay những cái phần logo, rồi đổi tên, đổi lại màu sắc của title nữa nè,
cái chuột phải các bạn có thể đổi màu sắc của nó, và chúng ta đổi hình ảnh ha. Thì đây, có những cái slide cuối này là tương tự ở các cái slide tiếp theo chúng ta cũng sẽ làm tương tự ha. Thì đó, ví dụ như slide này là một slide rất là đẹp này, mình sẽ làm nhanh ha, mình sẽ thay cái logo này này đó, hay là giờ mình tìm một cái logo nào đó màu xanh đi. Hay là bây giờ mình sẽ tìm một cái logo đó nào đó màu xanh đi ha. Thì lấy một cái khác. Rồi, mình lấy lại một cái mẫu này. Rồi, chúng ta sẽ thao tác nhanh phần cái slide tiếp theo và thay đổi hình ảnh cho nó ha. Rồi, ví dụ trường hợp cái logo mình to quá, trong khi cái frame setup ban đầu nó chỉ kích thước nhỏ hơn, thì chúng ta sẽ vào crop cái hình đó và fill đi. Đó, ví dụ chúng ta sẽ kéo, hồi nãy chúng ta cắt đi ấy, thì kéo lên kéo vô, còn giờ mình muốn cho nó hiển thị full ra thì mình sẽ kéo cái phần cái frame mình nó ra ha. Ok, rồi thay thế nội dung tên thôi. Rồi mình sẽ ẩn hết tất cả các cái slide, các cái layer mình bật lên nè, mình kiểm tra coi đây là hình đúng không, thì chúng ta sẽ thay hình nó nè. Thay hình. Ok, hình đã cập nhật. Chúng ta sẽ tiếp tục bật các cái layer khác lên. Rồi, đến đây chúng ta sẽ đổi màu nó nè. Đó. Rồi, tiếp lên. View có thể chấm luôn ha. Chọn cái bút chấm cho nó đồng bộ. Rồi, cái sau thì chúng ta sẽ view chấm màu luôn. Ok. Rồi, phần này thì các bạn sẽ, nó đã đậm ở bên này rồi, mình phải chuyển sang nó nhạt đúng không? Các cấp độ về màu sắc nó là tư duy ha. Các bạn tư duy một chút trong cái cách phối màu đi thì nó sẽ đẹp hơn. Thì mình sẽ chọn đậm hơn đi, hơi đậm hơn chứ, và fill chấm đậm hơn. Ok. Ok, rồi tiếp tục chúng ta tương tự làm như thế ha. Mình sẽ bật các cái layer này lên này. Đó, sẽ feel, mình sẽ chấm với màu đậm hơn. Đây là nhạt rồi đúng không? Và feel, chấm đậm lên. Rồi, đậm tới nhạt thôi, đúng không? Rồi, xong, nhạt tới đậm thôi ha. Rất là nhanh, ta tác nhanh thôi mọi người ạ. Rồi, bật lên tiếp, bật lên, đây. Và feel, chọn màu xanh đi ha. Rồi, bật phiếu cho màu xanh, mặc lên. Rồi, đến đây chúng ta sẽ đổi cái màu của content ha. Content chúng ta sẽ đổi nó sang màu gì này. Rồi, ok. Rồi, content dưới các bạn sẽ thay thế ha. Chúng tôi mang đến sự thành công hay gì đó vân vân, thì tùy vào cái nội dung content của các bạn. Rồi, ở đây là có giới thiệu về các cái thành phần cổ đông gì đây, ông này CEO gì đó, đó. Thì chúng ta chạy thử cái trên nữa. Mặc hết chưa ta? Ở đâu nó có cái gì, logo gì ở đâu vậy? Rồi, ok. Mà hình như mình thấy ở đâu nó có một cái lỗi logo gì bấm hay nó có lỗi cái logo gì không ta? Nó bị lỗi, nó có hiện cái logo ở trên đúng không? Ban đầu á, mình coi thử. Hình như là không có đâu, mà chắc nó đang chuyển slide ở trên á. Thì lát nữa các bạn xuất ra chắc là nó không có nữa. Để mình coi rồi. Mình nghĩ là nó chuyển cái slide trên này nè ha. Thì nó xuống như này thôi. À, đâu đây, cái gì đây? Cái gì vậy đây này? Hình như có một số thành phần mình bị thừa.
Để lại coi. Mình sẽ chọn hết tất cả, kéo nó ra một bên nữa. Đâu có gì đâu. Có thể là nó chuyển cái slide này xuống slide này qua một cái transition nên là nó sẽ hiện thế thôi. Lát nữa chúng ta sẽ xuất cái video ra và chúng ta sẽ test thử ha. Thì tương tự, ở phần dưới các cái slide này thì tương tự các bạn làm tương tự ha. Ở đây tương tự như thế, chúng ta sẽ thay hình thôi, cái chuột phải và chọn các cái hình cổ đông của các bạn, ví dụ như sếp, phó giám đốc, tổng giám đốc gì đó. Rồi dưới đây các bạn giới thiệu ha. Tương tự ở đây cũng vậy nè ha. Các bạn thay hình cũng tương tự thôi và đổi màu sắc thì tương tự như mình làm ở trên thôi, cũng có vấn đề gì phức tạp. Chủ yếu là các bạn sẽ kết tâm nó lại được, có thể thêm các cái slide, nếu mà một ông hai ông mà chưa đủ á, các bạn có thể copy lên, có thể tư duy một xíu ha. Chúng ta tư duy ở đâu, là ví dụ như ông này ở bên trái rồi chúng ta sẽ cho qua bên phải, đúng không? Nhưng mà để coi các bạn có thể đổi kéo hết các cái slide nó qua bên phải chẳng hạn đó, các bạn thử làm đi. Mình sẽ gợi ý như thế thôi, và việc còn lại là các bạn phải làm rồi mới biết nó có được hay không ha. Mình chỉ gợi ý như thế. Rồi tiếp theo là ở phần âm thanh thì chúng ta trở lại cái slide đầu tiên này. Ở phần âm thanh này nè, đó thì nó có một cái file âm thanh này. Thì các bạn sẽ thay nhạc đi, các bạn sẽ chuẩn bị một cái file nhạc của các bạn. Đây, ở đây mình đã có file nhạc, mình kéo vô này đó, bạn kéo vô để đi, cứ để đâu đây, để đâu cũng được. Này kéo đấy, đây file mới ha. Thì cái file dưới là file cũ, thì mình sẽ kích vào file cũ này, mình sẽ vào phần animation, copy cái setup, cái thông số của animation cũ chúng ta sẽ dán qua đây, kết lên trên cái âm thanh file mới á, cái file mới này. Rồi giờ chúng ta tắt cái file cũ đi, hay là xóa hẳn nó đi cũng được đó. Rồi các bạn thử chạy lên coi. Rồi chúng ta thử chạy ở phần để bên ngoài là và cái này coi. Do một cái slide này chạy thì nó chưa có hiện ra được hết âm thanh. Chúng ta sẽ vào phần vọt này. Khi các bạn xuất video thì các bạn sẽ chọn cái chỗ này cho mình là thuộc tính là để 00 ha. 000 là khoảng cách giữa các slide sẽ không có thêm cái thời gian nữa. Chúng là setup mặc định, nó phụ thuộc vô cái thời gian của các thành phần ở trong slide thôi, và các độ chuyển không có thêm thời gian nữa ha. Rồi chúng ta chọn cái HD thì có thể 1080 hoặc là 4000, tùy các bạn. Mình chọn 1080 là được rồi. Sau đó mình sẽ vào phần dưới này, nếu mà xuất á, các bạn sẽ chọn vào xuất video ra luôn, đặt tên nó và nhấn vào export là xong ha. Được rồi, mình sẽ xuất ra luôn ha. Mình sẽ xuất ra coi thử. Ví dụ như là V2. Thì cái mẫu này các bạn sẽ tận dụng nó để dùng để mới làm một cái video giới thiệu về công ty của các bạn. Trong cái trường hợp mà mình không có quá nhiều kinh nghiệm để mà dùng những cái phần mềm chuyên làm video ha, thì đây là một cái giải pháp tạm thời mà có thể tiết kiệm được công sức của các bạn, có thể kết tâm một số thành phần nào đó ha, để hy vọng nó sẽ giúp ích được cho mọi người trong công việc. Vâng, thì nó đã xuất ra xong rồi, chúng ta sẽ xem cái thành quả thử. Mình chỉ đổi một số slide thôi, còn lại các bạn phải tự làm ha. Đó, cái nhạc mới này nó cập nhật cái nhạc mới rồi.
do cái nhạc này mình sẽ chọn tạm thôi để cho các bạn biết cách sử dụng thêm cái nhạc nó vào như thế nào. Cái bản nhạc này thì cái độ ban đầu nó chưa có vô liền, thì các bạn nên chọn cái bản nào mà vô liền luôn đi. Cái bản này bản cũ á, của mình thì vô liền á. Được rồi ha, thì để mình coi lại cái phần hồi nãy mà nó hiện cái logo á, mình coi lại. Audio Jungle. Không có, giả là do có thể là mình xem thì đám có, nhưng xuất ra nó đâu có phần logo như thường. Được rồi, đến đây là có thể là được rồi. Thì cái hướng dẫn của mình đến đây là có thể là kết thúc rồi. Thì hy vọng rằng đây là một cái mẫu mà có thể giúp ích cho các bạn trong cái công việc nào đó, đỡ tốn thời gian của các bạn hơn ha. Thì nếu các bạn thấy mà nó hữu ích ấy, thì có thể ủng hộ cho mình bằng một việc là đăng ký kênh và comment, để lại những comment bên dưới video. Ví dụ như mà các bạn có một cái số thắc mắc nào đó mà sử dụng nó bị lỗi hay bị gì thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người ha. Ngoài ra thì các bạn có thể vào các cái fanpage ở đây để mà các bạn cập nhật những cái mẫu mới mà mình chia sẻ trên này. Đó là cái group này nè, LT Slide Bowboy, hoặc là bên cái fanpage là Bowboy Template Animation ha. Thì trên đây mình có chia sẻ rất nhiều mẫu. Rồi, đến đây là video của mình đã kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và xin gặp lại các bạn ở trong những video sau. Thân ái và tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.